Lần đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi audio trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt vừa qua, cũng như là các bác đã thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube để phát triển. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5 thì em xin hân hạnh giới thiệu tiếp với các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Victor với model là XLZ321. Đây là một chiếc đầu đã được bác khách ở thủ đô Hà Nội đã chuyển đủ tiền đặt mua với giá là 1,2 triệu đồng ạ. Và được em bao ship trong cái dịp tri ân khách hàng ngày 34 1 tháng 5 vừa qua. Đấy. Thì bình thường chiếc đầu này là không phải giá đó. Đấy. Thì chiếc đầu này được sản xuất năm 1988 với giá xưởng của nó 49.800 yên, nó tương đương với khoảng độ 11 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Đấy. Và giá bây giờ bán chỉ có 1,2 triệu đồng cũng xứng đáng để chơi phải không bác? Quá rẻ. Đấy là cái lợi thế của Việt Nam chúng ta là có cái nguồn hàng bãi, hàng Nhật bãi này. Chúng ta mới đủ điều kiện để sử dụng các thiết bị âm thanh. Còn bình thường ra thì rất là cao ạ. Chiếc đầu này sản xuất ra để cạnh tranh với những chiếc đầu Sony 950, 970 đấy ạ. Đấy. Còn 750 thì không có tên tuổi gì để sánh mê chiếc đầu này. Đấy, nhưng mà giá thì nó rất là rẻ, đúng không ạ? Sony 970 với 950 bây giờ rơi vào dao động từ 1 triệu 8 cho đến 2 triệu rưỡi. Đấy, tùy vào người bán. Và giá của những đầu Victor nó chỉ là thương hiệu thôi ạ. Thế đâm ra chúng ta vẫn quên đi. Chứ nó rất là hay đấy ạ. Mắt đọc thì bền bỉ. Chất âm của nó là tươi sáng và mềm mại. Ở chiếc đồng này sở hữu xe ngang của nó 43,5 cm, chiều cao của nó là 11,5 cm và chiều sâu của nó là 29 cm. Nó nặng 6 kg đấy. Đấy. Rất là nặng. Mắt đọc thì dùng mắt đọc của Victor rồi, không chung với hãng nào cả, rất là bền bỉ và không kén đĩa. Và chiếc đồng này dùng giải mã mát ạ. Chất âm rất là sạch sẽ. Có đầy đủ cổng kết nối với âm đi như là đường cổng quang, cổng cô san, đường analog, thì một chút em quay phần đằng sau ra để cho bác thấy được cái điều đó. Đấy. Về phần ngoại hình thì em quay để xem ngoại hình của chiếc này thì cơ bản thì khá là đẹp đấy ạ. Đây có những cái vết xước cửa đây ạ, đấy, vết xước nhẹ, đây có một vết xước đây. Đấy. Cái cạnh này thì có cái vết hơi cấn một chút nhẹ. Ở đây ạ, à, mặt mặt kính này, đây có một cái vết này, con này nè, một vết rất là nhỏ đây. Đấy, kỹ mới thấy được. Và đây cái cạnh đây cũng có bị cấn đây. Còn lắp lưng thì đây có chày. Có trời nhưng mà để một sơn zin nó rất là bền. Chúng ta bảo cái này sơn thì mất 100.000 thôi, nhưng sơn vào á, thì em chắc là sẽ không thể bền bằng sơn zin của nó. Vì cái này còn không ai xem phía sau cả. Đó. Cạnh trên đây ạ. Đây cái tem từ bên kia người ta về, người ta dán đây. Đây để nguyên. Đây có trời sơn. Có những vết trời sức như trời sơn nhỏ. Đấy. Đây, mặt sau đây. Đây ạ. Model của nó là XLZ321, điện 100V, công suất của nó là 10W. Được sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan, series máy của nó là 13153018 31. Đây ạ. Nó có đường cổng quang ra đây ạ. Đây, cổng quang ra này, màu đỏ được bình thường này. Rồi đường cô xoan ra này. Rồi đường analog ra hai đường, đường variable này thì không điều chỉnh được âm lượng to nhỏ, còn đường fix này thì không điều chỉnh được âm lượng to nhỏ. Đấy. Rồi, và sau đây thì em mở phần nội thất bên trong ra để cho nó được chiếm ngưỡng ạ. Đây là phần nội thất bên trong có chiếc đầu này. Đấy. Còn rất là mới ạ. Máy móc zin nguyên bản, mắt đọc zin trong máy luôn. Đây là con chip giải mã mát đây các bác ạ. Chip giải mã mát này. ML6623BM. Đây đây là mát đây. Đấy. Đây tuy là con khúc ít tiền thôi nhưng mà chiếc đồng này dùng sử dụng tủ xanh của Lichicom Music đấy ạ. Đấy. Đây nhá.
tủ EOLA đây ạ. Đấy, dùng toàn linh kiện cao cấp thôi. Đấy, rất là đầm. Ngoài phần đáy ra thì được phủ thêm một lớp thép phía dưới này rất là dày nhé, rất là dày dặn. Đấy. Đây là đáy bên dưới đây. Rồi, và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc của chiếc đầu này cũng như các chức năng hoạt động để cho các bác được thưởng thức. Đầu đọc tốt, đĩa lòng xanh là phôi sao chép này, đĩa lòng vàng cũng đĩa lòng trắng các nhé. Em không đảm bảo cho bác dùng đĩa chợ, bởi vì đĩa chợ nó không không được tốt. Đấy, cái phôi cũng như là cái chất lượng âm thanh sao chép. Đấy. Cả những đĩa gốc em nó nghe đĩa gốc cũng còn bị lỗi. Đấy. Vậy thì chúng ta chơi tốt nhất là chơi những đĩa sao chép là một. Sao chép là các bác nhớ mua những cơ sở người ta sao chép từ đĩa gốc ra. Đấy, đừng mua những cơ sở sao chép từ máy vi tính ấy, nó không đảm bảo đâu ạ. Cái thứ hai nữa là các bác chơi những cái đĩa từ 120.000 trở lên. Đấy. Đó, đừng chơi mấy cái đĩa mấy chục nghìn nhé. Đã nhận bài. Rồi các bác hãy đeo tai phone vào để cùng em thưởng thức ạ. Chạy lính về ngàn, cầm chắc đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay. Gió khuya ôi lạnh sao ướt nhẹ đôi ta. Tàu xa dần rồi thôi tiếc thương chi, khi biết người ra đi vì đời chờ con. Tôi hỏi lòng đêm nay buồn không, chuyến xe đêm lạnh không, để người yêu vừa lòng. Đêm nay lặng nghe gió lùa qua phố vắng, chẳng dám về xa xăm. Trong giây phút này tháng đợi chờ, tôi đến sân ga nơi tiễn người che linh ngày nào. Tàu cũ năm xưa mang người tình biến cũ về chưa, trắng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đến tìm về. Nhận mời ngay.
treo bên ngoài hiên, em nhớ tôi đứng ngoài ngõ, em ngó vào. Biết sớm mai tôi lều trắng qua núi cao đến trường thi, chiếc túi ướp hương trầm thơm ngát em mang tặng tôi. Nghe phía xa tiếng kèm trống, dân khắp nơi kêu lại xem, à hóa ra tân trạng nguyên đang về làng. Áo mũ xinh sang quỳ thắm, ba nén nhang lên trời xanh, hương khói bay theo cùng công đức vô biên từ tâm. Em xin phép được dừng viết test ở đây. Thì chiếc đồng này em đã bán với giá 1,2 triệu đồng rồi. Chất âm của nó rất là sạch sẽ và chi tiết. Và em còn nhiều ở đầu CD cũng như là âm đi rồi loa. Bác làm mà có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp em với số máy là 0907 223 269 ạ. Em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Các bác ở gần thì qua nhà em chuẩn bị sản phẩm. Có cái tỉnh xa liên hệ với hotline cũng như là Zalo của em để tiện trao đổi. Đấy, một lần nữa em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn các bác ở video sau ạ.